Nga lần đầu triển khai robot tiếp đạn ngoài chiến trường Phản ứng của Điện Kremlin về kịch bản bùng nổ xung đột Nga-NATO Nga phóng 35 tên lửa một đợt không kích, Ukraine hé lộ sức mạnh hỏa thần HIMARS Cựu quan chức NATO vạch ra 3 kịch bản cho cuộc xung đột Nga-Ukraine Israel thông báo giai đoạn tiến công miền Nam Gaza sau khi đánh bại toàn bộ tiểu đoàn Hamas Xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Nga nói đã triển khai robot tiếp đạn trên tiền tuyến đầu tiên trên thế giới tại Ukraina, trong bối cảnh các chuyên gia dự đoán vai trò của vũ khí không người lái sẽ ngày càng gia tăng hiện tại. Loại robot hoạt động ở tiền tuyến này có thể mang theo tải trọng 500 kg ở khoảng cách xa tới 5 km. Đặc biệt, đây là loại robot chạy bằng điện nên nó không tạo ra tiếng ồn hoặc bị thiết bị nhiệt phát hiện. Cuộc xung đột ở Ukraine đã trở thành nơi các bên thử nghiệm công nghệ mới với các hệ thống tự hành ngày càng phổ biến. Sam Bendet, nhà phân tích nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích Hải quân có trụ sở tại Mỹ, nói rằng do có quá nhiều máy bay không người lái hoạt động trên không, cả máy bay giám sát và máy bay tấn công, việc di chuyển ra xung quanh đã trở nên rất khó khăn cho cả hai bên. Vì vậy, để đối phó với rủi ro đó, các lực lượng Ukraine và Nga đang trang bị các nền tảng robot tự chế đơn giản cho những nhiệm vụ thường xuyên như hậu cần, tiếp tế và sơ tán, có nguy cơ bị máy bay không người lái của địch phát hiện và tấn công. Mới đây, Nga nói đã triển khai robot tiếp đạn trên tiền tuyến đầu tiên trên thế giới tại Ukraine trong bối cảnh các chuyên gia dự đoán vai trò của vũ khí không người lái sẽ ngày càng gia tăng. Nga đã chế tạo và triển khai robot tên là Total để vận chuyển đạn dược cho quân đội trong khu vực chiến đấu. Đây được xem là robot đầu tiên trên thế giới thực hiện nhiệm vụ này. Konstantin Bagdasarov, giám đốc điều hành của công ty phát triển robot Argo có trụ sở tại Nga, nói với hãng truyền thông nhà nước Nga Eroya Novosti rằng Total đã được sử dụng tại mặt trận Lugansk. Nguyên mẫu của robot Total đang tác chiến tại Lugansk, tại một trong các đơn vị của quân đội Nga. Nhiệm vụ chính của nó là tiếp tế đạn dược và thực phẩm. Ngoài ra, cũng có thể vận chuyển mìn cho các xạ thủ súng cối. Robot Total chỉ cao khoảng 1 mét, khiến nó ít bị chú ý hơn trên tiền tuyến, có thể mang theo tải trọng 500 kg ở khoảng cách xa tới 5 km và không tạo ra tiếng ồn hoặc bị thiết bị nhiệt phát hiện. AGO đang tiếp tục cải tiến thầu thổ để phù hợp hơn trong các điều kiện tác chiến. Nó sẽ được trang bị bản đồ điện tử khu vực, thiết bị dò mặt đất và hệ thống liên lạc vệ tinh. Phiên bản mới dự kiến sẽ có kích thước lớn hơn. Trong bối cảnh đó, quân đội Ukraine cũng đã cho biết lực lượng không quân nước này đã phá hủy một máy bay do thám bfa A-50 và máy bay chỉ huy trên không II-22 của Nga ở biển Azov trong chiến dịch có thể làm trì hoãn sức tấn công tên lửa của đối phương. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zalutny đã đưa ra thông tin trên Telegram, đăng kèm đoạn phim về một bản đồ theo dõi máy bay cho thấy các máy bay bị tấn công trên biển Azov, vùng biển nằm phía đông bán đảo Crimea. Quân đội Ukraine cho rằng Nga đã sử dụng máy bay này rất nhiều để chuẩn bị và tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa nhằm vào Ukraine. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK tại Mỹ, Nga đang chuẩn bị triển khai một đợt tấn công mới trong vài tuần tới, khi khu vực phía Nam và phía Đông Ukraine đóng băng. Nhiều nguồn tin Nga cũng cho rằng quân đội nước này sẽ nỗ lực tấn công lớn Điện Kremlin phản ứng với bài báo của Bin về khả năng xảy ra chiến tranh với Nga vào năm 2025. Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói khi bình luận trước các báo cáo về việc quân đội Đức đang triển khai các kịch bản về một cuộc chiến có thể xảy ra với Nga. Đức nên lo lắng về việc trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine hơn là về một cuộc xung đột giả định ở khu vực Bản Tích. Ngày 14 tháng 1, tờ Bin cho biết quân đội Đức đang xây dựng các kịch bản cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga. Theo kịch bản của Bộ Quốc phòng Đức, một cuộc đối đầu quân sự mở giữa Nga và NATO có thể bùng phát vào mùa hè năm 2025 tại hành lang Suwanki giữa Belarus và vùng đất Kaliningrad. Đổi lại, Bộ Quốc phòng Đức từ chối xác nhận công bố của Bin về các kịch bản xung đột ở vùng Baltic. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng bác bỏ nội dung bài báo, đồng thời cho rằng những dự đoán như thể bạn sẽ tìm thấy trong một lá số tử vi. Hôm 15 tháng 1, tờ Bin đăng tải thêm một bài báo khác và nhấn mạnh cuộc tấn công của Nga đang gần hơn hầu hết mọi người nghĩ. Tờ báo còn dẫn lời nhà nghiên cứu Fabian Hoffman tại Đại học Oslo cho rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến đe dọa chống lại NATO và điều này sẽ buộc Liên minh quân sự phải từ bỏ các thành viên ở phía đông. Ông Hoffman nhận định NATO có ít nhất từ 2 đến 3 năm để chuẩn bị cho kịch bản này. Vào tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Đức từng tuyên bố châu Âu có từ 5 đến 8 năm để chuẩn bị cho những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Còn vào tháng 11 năm 2023, nghị sĩ Quốc hội Đức Johan Odenfull cảnh báo một số đơn vị của lực lượng Bundeswehr sẽ chỉ cầm cự được trong hai ngày nếu xảy ra xung đột toàn diện. Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch tấn công NATO. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ, Nga đã bày tỏ mối quan ngại về việc NATO mở rộng hoạt động về phía biên giới của nước này. Tổng thống Vladimir Putin từng nhấn mạnh, mong muốn gia nhập NATO của Kiev là một trong những lý do chính dẫn đến việc Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Chiến lược NATO Janis cho biết bài viết của bin rằng nato đang chuẩn bị cho xung đột với nga dựa trên một kịch bản diễn tập tức chỉ là tình huống hư cấu kịch bản này được xây dựng nhằm mục đích kiểm tra khả năng quân sự của nato trong một khu vực cụ thể trước đây kịch bản được xây dựng với các quốc gia và khu vực địa lý hư cấu giờ đây việc sử dụng các quốc gia và khu vực địa lý hiện có sẽ phù hợp hơn SF thông tin, ngày 13 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận về một cuộc tấn công lớn nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine trên khắp đất nước. Không quân Nga phát động một cuộc tấn công nhóm nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine. Các vũ khí hải quân và không quân đã được Nga sử dụng, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kinza. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu của cuộc tấn công bao gồm các doanh nghiệp công nghiệp Ukraine sản xuất thuốc súng, đạn pháo và máy bay không người lái tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã tấn công thành công. Theo báo cáo chính thức của quân đội Ukraine, lực lượng phòng không Ukraine chỉ tiêu diệt được 7 tên lửa X-101-555 trong số 30 tên lửa Nga đã phóng. Theo các nguồn tin quân sự Nga, trong cuộc tấn công buổi sáng, quân đội Nga đã phóng 35 tên lửa các loại bao gồm X-22, X-101, X-555 và một số tên lửa khác. Tên lửa Kinza tên lửa đạn đạo 9M723 được phóng từ hệ thống phòng không Iskander-M. Tên lửa S-300 được chuyển đổi để tấn công các mục tiêu trên mặt đất và các tên lửa chống radar X-59, X-31B đã được quân đội Nga sử dụng trong lần tấn công này. Các vụ nổ đã được báo cáo ở Dnipropetrovsk, Kharkov, Sumy, Kherson, Kiev, Poltava, Chernihiv, Kirovograd, Volin, Iano-Frankivsk, Khenis và Rivni. Trong diễn biến có liên quan, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Valery Zaluzny, đăng video hé lộ một hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS tham gia chiến đấu trong xung đột. Đây là lần hiếm hoi Ukraine công khai video về hoạt động chiến đấu của hỏa thần HIMARS. Kiev luôn khẳng định Moscow chưa từng phá hủy bất cứ hệ thống nào trong tổng cộng 38 xe phóng HIMARS mà Mỹ cung cấp. Video do Đại tướng Zaluzny đăng tải cho thấy các binh sĩ Ukraine vận hành hệ thống HIMARS nhận mệnh lệnh chiến đấu, các quân nhân liền tháo bỏ lớp ngụy trang của HIMARS tại một khu vực không xác định, lái xe đến địa điểm nạp đạn tên lửa. Tuy nhiên trái với khẳng định của tướng Ukraine trước đó, nga tuyên bố phá hủy hỏa thần HIMARS mà mỹ đã viện trợ cho Ukraine. Bộ Quốc phòng nga cho biết hai hệ thống HIMARS đã bị phá hủy tại nhà ga đường sắt Druskovka ở cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk. Nhét. Cũng tại nhà ga này. 120 binh sĩ Ukraine đã bị loại bỏ. Ngoài ra, 9 tên lửa phóng từ HIMARS đã bị đánh chặn gần tiền tuyến ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugan và vùng Kherson phía Bắc Krum. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các cuộc tấn công chính xác cao của quân đội Nga nhằm vào vị trí của các quân đoàn nước ngoài đang chiến đấu cho Ukraine gần Kramatorsk và Maslyakovka đã khiến 130 lính đánh thuê thiệt mạng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hơn 60 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine. Cuộc tấn công nhắm vào một tòa nhà được sử dụng bởi lực lượng Nga ở thành phố Makeyevka thuộc Donetsk. Quân đội Ukraine đã phóng 6 tên lửa từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS mà Mỹ cung cấp về phía tòa nhà. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hai tên lửa bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn, nhưng bốn quả đã bắn trúng mục tiêu, khiến 63 binh sĩ Nga thiệt mạng quan chức tình báo quân đội ukraine đã nhận định các đợt tập kích gần đây của nga tập trung vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của nước này các quan chức ukraine nhiều tháng trước cảnh báo nga có thể nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng trong những đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái uav vào mùa đông vadim skibiski phó lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội ukraine nhận định nga tới nay chưa lặp lại xu hướng tấn công hạ tầng năng lượng thay vào đó tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng Mục tiêu chủ yếu là các tổ hợp công nghiệp quốc phòng, trụ sở, hệ thống kiểm soát và các đơn vị riêng biệt của Ukraine trên tiền tuyến. Theo ông Skibitsky, Nga sử dụng các loại vũ khí không chính xác trong những đợt tập kích vừa qua và gây đau khổ cho dân thường. Ông Skibitsky nhận định đối phương thường xuyên thu thập hình ảnh từ không gian các cơ sở năng lượng của Ukraine để mở đợt tập kích nhằm vào những vị trí này khi cần và nếu có thể. Tổng thống Nga Putin cho biết quốc gia này vẫn giữ vững các mục tiêu của chiến dịch, Thời gian gần đây, Moscow đã gia tăng các cuộc tấn công vào nhiều thành phố của Ukraine, đặc biệt nhắm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng và cơ sở sản xuất vũ khí. Ở nhiều khu vực, Nga đã giành được thế chủ động trên chiến trường, đồng thời đang cố gắng tạo ra bước đột phá lớn. Hiện cả Nga và Ukraine đều chưa thể hiện thiện trí đàm phán vì mong muốn tìm kiếm đòn bẩy trên chiến trường. Ukraine cho rằng việc tham gia đàm phán có thể khiến họ phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga khi mà sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev ngày càng giảm sút trong bối cảnh các trở ngại chính trị gia tăng. Trước đó, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa Kinza và các vũ khí chính xác khác tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở quân sự ở Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa và có độ chính xác cao phóng từ biển và trên không. Trong đó có tên lửa siêu thanh Kinza cùng với UAV nhắm vào các vật thể của Tổ hợp Quân sự Công nghiệp của Ukraine chuyên sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155, 152 và 125mm, thuốc súng và UAV. Đêm trước đó, truyền thông Ukraine và các nhà chức trách đã ghi nhận các vụ nổ ở Kremenchuk, Kropivnitsky, trước đó là Kirovograd, Dnepropetrovsky, Chernigov, ngoại ô Kiev, khu vực Sumy và một phần Kherson. Lực lượng vũ trang Nga cũng tấn công 5 nữ đoàn của Ukraine ở khu vực Donetsk. Theo đánh giá, Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không trong bối cảnh Nga tăng cường không kích vào một loạt thành phố tại quốc gia này. Nga đã tiến hành một loạt cuộc không kích lớn kể từ đầu năm 2024, trong đó có cả những cuộc tấn công tên lửa dữ dội nhất nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine. Ukraine hiện đang phải gồng mình đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng, trong khi nguồn cung cấp hệ thống phòng thủ của phương Tây có hạn các nhà phân tích cho rằng những cuộc tấn công dữ dội bằng các loại tên lửa mà nga đã dự trữ suốt nhiều tháng qua nhằm mục đích áp đảo hệ thống phòng không của ukraine cách tiếp cận này đã giúp moscow đạt được một số thành công nhất định ngoài ra nga cũng được áp dụng một số chiến thuật mới như sơn màu đen cho các máy bay không người lái có nguồn gốc từ iran để ngụy trang và tránh bị đối phương phát hiện khi triển khai vào ban đêm Bên cạnh đó, Moscow cũng chuyển bộ phận xả khói của động cơ của một số máy bay không người lái từ phía sau ra phía trước nhằm đánh lạc hướng các tổ hợp phòng không của đối phương chuyên sử dụng kính ngắm ảnh nhiệt. Ông Oleksiy Menik, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị Razumkov, trụ sở tại Kiev cho rằng các đợt tấn công mới nhất của Nga đã được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Theo chuyên gia này, Nga đã triển khai một loạt UAV và phóng tên lửa từ nhiều tuyến đường khác nhau chúng được cho là những con tốt thí để giúp Moscow tìm kiếm điểm yếu của hệ thống phòng thủ Ukraine. Mục tiêu hiện nay của Nga là các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Mặc dù Moscow không thừa nhận chính thức, nhưng một phần đáng kể trong số các tên lửa này đã bắn trúng mục tiêu. Tuy vậy, hiệu quả của các tên lửa đánh chặn nhằm vào các tên lửa đang bay tới của Nga là rất cao. Theo ông Oleksiy Menik, lực lượng phòng không Ukraine đang hoạt động với năng lực tối đa, thường tấn công hơn 70% số mục tiêu, đôi khi cố gắng đánh chặn 100% các mục tiêu. Để ngăn chặn tên lửa Nga, Ukraine sẽ cần nhiều khẩu đội tên lửa đánh chặn hơn. Đây là điều mà Tổng thống Zelensky cho rằng quốc gia này vẫn đang thiếu vì Kiev hiện không thể sản xuất các hệ thống phòng không hiện đại cùng với các đối tác. Để ngăn chặn làn sóng hỏa lực của Nga, Ukraine cần nhắm mục tiêu vào hệ thống phòng không của Moscow ở bên kia biên giới. Tuy nhiên, công việc này đặt ra nhiều thách thức do Kiev bị hạn chế về khả năng tiếp cận tên lửa tầm xa hoặc hệ thống pháo binh tiên tiến của phương Tây. Thưa quý vị, mới đây, cựu tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO ở châu Âu, Philip Breedlove đã vạch ra 3 kịch bản cho cuộc xung đột Nga, Ukraine, hai trong số đó liên quan đến chiến thắng của Nga. Theo thông tin trên Newsweek, cựu tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO ở châu Âu, Philip Breedlove đã vạch ra 3 kịch bản cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, hai trong số đó liên quan đến chiến thắng của Nga. Ông Philip Redlop bày tỏ, nếu chúng ta không làm bất cứ điều gì khác so với hiện tại, thì cuối cùng Ukraine sẽ thua vì Moscow có nhiều nhân lực và năng lực lớn hơn Kiev. Nếu phương Tây từ bỏ Ukraine, họ vẫn chiến đấu dũng cảm nhưng sẽ có thêm hàng chục nghìn người Ukraine thiệt mạng. Cuối cùng, Nga sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, ông này cho rằng vẫn có một con đường mang lại hy vọng cho Ukraine. Nếu phương Tây lựa chọn cung cấp cho Ukraine những gì họ cần để chiến thắng, Kiev sẽ giành thắng lợi trong cuộc xung đột này. Cuộc xung đột sẽ kết thúc đúng như cách mà các nhà hoạch định chính sách phương Tây mong muốn. Nhu cầu cần thêm vũ khí phương Tây khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gấp rút đưa ra yêu cầu trong tuần trước rằng cuộc chiến chống lại Nga không phải chỉ của riêng Kiev. Lời cảnh báo của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ quay trở lại Washington sau khi một nhóm nghị sĩ trong Đảng Cộng Hòa phản đối gói viện trợ trị giá 61,4 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trước Giáng sinh 2023. Trong thời gian Quốc hội Mỹ tạm nghỉ, Ukraine đối mặt với các cuộc tập kích liên tiếp của Nga trong 5 ngày vào dịp năm mới. Hơn 500 tên lửa và máy bay không người lái đã nhắm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, phá hủy một bệnh viện phụ sản, trường học các căn hộ và khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington DC cho rằng, dù Nga sẽ tiếp tục tấn công quy mô lớn như vậy để áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine và làm suy giảm tinh thần của nước này, nhưng mức độ dự trữ tên lửa và máy bay không người lái cũng như tốc độ sản xuất hiện tại có thể không cho phép Nga tấn công tên lửa quy mô lớn như vậy trong thời gian dài. Trong khi đó, những lời kêu gọi chấm dứt viện trợ của Mỹ cho Ukraine, vốn trị giá tổng cộng hơn 79 tỷ đô la Mỹ kể từ khi xung đột nổ ra, đã nhận được sự quan tâm trong chiến dịch tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Ông Tom Malinowski, cựu giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia và cựu trợ lý ngoại trưởng trong chính quyền cựu tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, việc phe Cộng hòa ngăn cản nỗ lực giúp Ukraine khiến khả năng Nga giành chiến thắng cao hơn một chút. Ông Malinowski nói, câu hỏi dành cho ban lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện là liệu họ có muốn bị đổ lỗi vì Nga đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột không? Họ cần trả lời câu hỏi đó ngay bây giờ. Khi cuộc xung đột chuẩn bị bước sang năm thứ ba, ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ một số nhà lập pháp Mỹ về việc Tổng thống Zelensky cần tham gia đàm phán và nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Tuy nhiên, đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh vào tháng 12 năm ngoái đã mô tả những hậu quả thảm khốc của việc đóng băng xung đột hoặc thậm chí tệ hơn là chiến thắng dành cho nga khi lực lượng hamas tấn công israel vào ngày mùng 7 tháng 10 gây ra cuộc xung đột mới tại giải gaza sự chú ý của phương tây đã chuyển sang khu vực trung đông các nhà ngoại giao và quan chức quân sự phương tây thậm chí còn tập trung nhiều hơn cho khu vực này khi mỹ và anh trả đũa các cuộc tấn công của lực lượng hầu thi do iran hậu thuẫn nhằm vào tàu thuyền và tàu hộ tống của họ trong bối cảnh xung đột lan rộng ở trung đông chiến dịch phản công của Ukraine nhằm đẩy lùi Nga ra các vùng lãnh thổ, cho đến nay vẫn chưa đạt được bất cứ tiến triển nào. Tổng thống Nga Putin cho biết quốc gia này vẫn giữ vững các mục tiêu. Thời gian gần đây, Moscow đã gia tăng các cuộc tấn công vào nhiều thành phố của Ukraine, đặc biệt nhắm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng và cơ sở sản xuất vũ khí. Ở nhiều khu vực, Nga đã giành được thế chủ động trên tiền tuyến, đồng thời đang cố gắng tạo ra bước đột phá lớn. Hiện cả Nga và Ukraine đều chưa thể hiện thiện chí đàm phán vì mong muốn tìm kiếm đòn bẩy trên tiền tuyến. Ukraine cho rằng việc tham gia đàm phán có thể khiến họ phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga khi mà sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev ngày càng giảm sút trong bối cảnh các trở ngại chính trị gia tăng. Cuối tuần qua, Ukraine đã tổ chức cuộc họp gồm các quan chức cấp cao của những nước đang phát triển và các nước phương Tây ủng hộ Kiev tại Davos, Thụy Sĩ, trước thềm diễn đàn kinh tế thế giới nhằm củng cố sự hỗ trợ và tăng cường gây sức ép cho Nga. Các cuộc thảo luận tập trung vào một số điểm được nêu trong đề xuất hòa bình 10 điểm của Ukraine, trong đó nêu bật điều kiện Nga phải rút quân, tác động môi trường của cuộc xung đột và tầm quan trọng của việc ngăn chặn xung đột leo thang. Một quan chức EU cho biết cuộc thảo luận đề cập đến tác động lan tỏa của cuộc chiến đối với tình hình an ninh lương thực toàn cầu. Những người tham gia đàm phán cho biết, mặc dù các cuộc thảo luận rất hữu ích, nhưng không tránh khỏi sự bất đồng quan điểm. Trong khi một số nước kêu gọi đưa Nga vào cuộc đàm phán, thì một số nước khác yêu cầu Ukraine hành động nhiều hơn để buộc Nga rút lui. Cuộc phản công thất bại của Ukraine vào mùa hè năm 2023 đã làm phức tạp thêm nỗ lực của các nhà lãnh đạo phương Tây nhằm kêu gọi sự ủng hộ của công chúng dành cho Kiev. Ông Janis Klub, thành viên cấp cao tại Viện An ninh và Quốc tế cho rằng nếu như trong giai đoạn đầu các nhà lãnh đạo phương Tây tập trung chủ yếu vào năng lực phòng thủ của Ukraine, thì hiện giờ họ quan tâm nhiều hơn đến mối đe dọa từ việc Nga có thể giành chiến thắng. Kết quả một cuộc chiến tiêu hao thường được quyết định bằng việc bên nào có ngành công nghiệp vũ khí tốt hơn. Nền kinh tế Nga có quy mô lớn gấp gần 14 lần so với Ukraine, nhưng nguồn lực của các đối tác hỗ trợ Ukraine cũng khá lớn và điều này có thể giúp Kyiv phần nào cân bằng cán cân sức mạnh. Tuy nhiên khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba. Ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đang nỗ lực xoay chuyển cuộc xung đột theo hướng có lợi cho họ. Đạn pháo là một trong những vấn đề rõ ràng nhất. Vào giai đoạn cao điểm của cuộc phản công, Ukraine sử dụng khoảng 7.000 viên đạn mỗi ngày, nhiều hơn đáng kể so với Nga. Nhưng điều này đã thay đổi kể từ tháng 12 năm 2023. Ukraine chỉ sử dụng khoảng 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày, trong khi Nga sử dụng với số lượng cao gấp 5 lần. Ông Jack Watling, nhà nghiên cứu cấp cao về chiến tranh trên bộ tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh cho rằng phương Tây phải đối mặt với hai sự lựa chọn vô cùng khó khăn hoặc cung cấp cho Ukraine những gì mà nước này cần hoặc hạn chế viện trợ Kyiv để vượt Nga về dự trữ vũ khí. Cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều đang gặp khó khăn trong việc cung cấp viện trợ cho Ukraine. Khoản tiền lên đến 60 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ có kế hoạch viện trợ cho Ukraine vẫn chưa được quốc hội nước này thông qua do tranh cãi về vấn đề nhập cư. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo EU đang bất đồng về khoản hỗ trợ tài chính hơn 50 tỷ đô la Mỹ, giúp duy trì hoạt động của Ukraine trong 4 năm tới, sau khi Hungary phủ quyết kế hoạch này vào tháng 12 năm 2023. Ukraine lo ngại mâu thuẫn giữa các đảng phái của Mỹ và sự phản đối của ứng viên Tổng thống Donald Trump sẽ làm mai một cam kết hỗ trợ từ lầu năm góc, khiến họ phải phụ thuộc hoàn toàn vào châu Âu. Đến thời điểm hiện tại, châu Âu được cho là đã nỗ lực rất nhiều trong quá trình viện trợ cho Ukraine. Khoản viện trợ của các nước châu Âu gộp lại đã vượt qua con số 44 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ dành cho Ukraine. Riêng Đức đã chi hơn 17 tỷ euro và các nước Bắc Âu cũng đang đẩy mạnh cam kết. Trong tháng 1 năm 2024, NATO cho biết họ sẽ giúp một nhóm thành viên EU mua số lượng lớn 1.000 tên lửa phòng không Patriot trị giá khoảng 5 tỷ euro. NATO không được phép gửi viện trợ sát thương trực tiếp tới Ukraine. Nhưng kế hoạch này sẽ cho phép các nước thành viên EU tự do chuyển giao tài sản phòng không của mình cho đối tác. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng không có nỗ lực nào trong số này đáp ứng được tính cấp bách của tình hình. Theo Bộ Quốc phòng Estonia, sản lượng đạn pháo của Nga sẽ đạt 4,5 triệu quả trong năm nay. Còn Russia cho rằng Nga đang sản xuất 100 tên lửa tầm xa mỗi tháng, nhiều hơn gấp đôi công suất so với giai đoạn đầu xung đột. Bộ Quốc phòng nga vừa công bố video clip mới ghi cảnh pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A tác chiến trong khuôn khổ kế hoạch quân sự tại Ukraine. Đạn pháo phản lực nhiệt áp nga TOS-1A, soncibok chứa hỗn hợp thuốc nổ và nhiên liệu nên khi phát nổ sẽ tạo ra nhiệt độ cực cao lên tới 3.000 độ C, có khả năng thiêu đốt nhiều thứ và làm tan chảy cả loại giáp thép dày. Với tốc độ bắn cấp tập và nhiệt lượng lớn như trên, TOS-1A gắn liền với biệt danh hỏa thần nhiệt áp và được xem là một trong những vũ khí thông thường có độ sát thương cao nhất trong kho vũ khí của quân đội Nga, có khả năng tạo ra bão lửa chế áp đối phương. Bệ phóng TOS-1A được đặt trên khung xe bánh xích. Xe chở pháo nhiệt áp TOS-1A trong clip có hai tự ống phóng. Bên trên xe lắp lồng sắt để bảo vệ xe trước các đòn đánh của thiết bị bay không người lái UAV. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một video clip ghi cảnh hệ thống phòng không bấc M1 đánh chặn một quả tên lửa của Ukraine trên bầu trời đêm. Bộ này thông báo rằng phòng không đã bảo vệ quân nhân Nga cũng như các địa điểm công nghiệp và hành chính trọng yếu trước các mối đe dọa trên không. Trong clip, có thể thấy tên lửa bấc lao vút lên trời đêm, tạo ra một quả cầu sáng và luồng khói đen phía sau. Khi bấc chạm tên lửa đối phương, nó đã tạo ra một vụ nổ như pháo hoa. Tư lệnh phòng không Nga nói, chúng tôi đảm nhận trách nhiệm nặng nề. Chúng tôi đối phó với rocket phóng loạt pháo phản lực, bao gồm cả HIMARS. Vào đêm giao thừa vừa qua, chúng tôi đã đánh chặn tên lửa Kha bất là hệ thống phòng thủ đất đối không với khả năng đánh chặn tên lửa hành trình, bom thông minh và các loại đạn bay khác, cũng như bắn hạ được máy bay đối phương, bao gồm cả thiết bị bay không người lái UAV. Bên cạnh đó, theo trang tin Business Insider, các cuộc tấn công bằng xe tăng diễn ra không như ý muốn với cả nga và ukraine vì họ không thể gây bất ngờ cho nhau. Cụ thể, ông Riley Bailey, nhà phân tích về nga tại viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại mỹ, nói với Business Insider rằng. Các cuộc tấn công khó có thể thành công nếu không có bất ngờ. Theo chuyên gia Bailey, điều kiện địa hình bằng phẳng và nhiều máy bay không người lái giám sát có nghĩa là bên phòng thủ có thể phát hiện rõ động thái của xe tăng. Như vậy, cả nga và ukraine đều không thể thực hiện thành công các cuộc tấn công bằng xe tăng với lý do rõ ràng, rất khó gây bất ngờ cho đối phương. Ông Bailey nói: rất nhiều cuộc xung đột cơ giới hóa ở một mức độ nào đó dựa trên tính bất ngờ để có thể tiến nhanh và khiến đối phương mất cảnh giác. Tất cả các dấu hiệu cho thấy dọc theo chiến tuyến hiện tại giữa Nga và Ukraine, điều đó thực sự không thể xảy ra. Một lý do là địa hình bằng phẳng ở phía đông và phía nam Ukraine. Do đó, không có nơi nào để che giấu các phương tiện bọc thép. Ở một số khu vực, địa hình đều bằng phẳng và hai bên có thể phát hiện ra lực lượng của đối phương ở khoảng cách hàng km. Một lý do khác là có rất nhiều máy bay không người lái trên bầu trời. Cả Nga và Ukraine đều phụ thuộc rất nhiều vào cả máy bay không người lái giám sát và tấn công máy bay không người lái giám sát được sử dụng để theo dõi đối phương và thường cung cấp dữ liệu nhắm mục tiêu cho pháo và các loại vũ khí tầm xa khác bản thân máy bay không người lái tấn công là vũ khí trong một số trường hợp có thể khiến xe bọc thép và xe tăng bị hư hỏng và vô hiệu hóa cả nga và ukraine đều gặp tổn thất khi sử dụng xe tăng và xe bọc thép trong chiến đấu việc hạn chế sử dụng phương tiện bọc thép và xe tăng cũng như khó khăn mà cả hai bên gặp phải khi tìm cách gây bất ngờ cho đối phương đã góp phần tạo nên thế giằng co của trận chiến, khiến không bên nào đạt được đột phá lớn. Hệ thống phòng thủ dày đặc do Nga bố trí, bao gồm các bãi mìn rộng lớn và nhiều lớp, cũng đã giúp giữ cho chiến trường luôn tĩnh lặng. Ukraine cho biết các đồng minh ở phương Tây không gửi vũ khí cần thiết để đạt được bước đột phá. Văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ hai tên lửa mùi nhừ ADM-160 MLD do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ công bố chính thức nào về việc Lầu Năm Góc chuyển giao các tên lửa loại này cho Ukraine. ADM-160 MLD là vũ khí độc đáo được sử dụng để đánh lừa hệ thống phòng không của đối phương. Mục đích chính của tên lửa là buộc hệ thống phòng không của đối phương phải đáp trả, từ đó tiết lộ vị trí của khẩu đội. MLD được thiết kế nhỏ gọn để có thể phóng cả một bầy mùi nhừ từ máy bay phản lực duy nhất chẳng hạn một máy bay chiến đấu F-16 có thể mang tới 4 mùi nhử trong một nhiệm vụ. Máy bay cường kích A-10 Thunderbolt 2 mang 12 mùi nhử và máy bay ném bom B-21 mang tới 16 mùi nhử. Các phi công sẽ phóng đội hình mùi nhử MALD vào không phận của đối phương để thực hiện một nhiệm vụ lập trình sẵn và gây nhiễu trong hệ thống phòng không của đối phương. Được biết, ADM-160 MALD sử dụng dẫn đường quan tính và GPS để điều khiển, giúp nói chính xác và hiệu quả hơn. Tên lửa có cánh gấp gọn cho phép vận chuyển dễ dàng hơn. Khi phóng, các cánh mở ra và một động cơ phản lực để tên lửa theo một lộ trình định trước, tạo ra khoảng 100 mục tiêu giả khác nhau trong phạm vi tác chiến. Điều này sẽ làm cho đối phương không thể phân biệt được một số lượng quá lớn mục tiêu, dẫn tới quá tải và bị gây nhiễu chủ động. Đáng chú ý, tuy nhiệm vụ đã được lập trình sẵn, nhưng phi công của máy bay phóng có thể xác định lại mục tiêu trước khi phóng. ADM-160MLD có thiết kế chiều dài 2,85m, sải cánh 1,7m tên lửa nặng khoảng 130 kg, có khả năng bao phủ khoảng cách 930 km dọc theo tuyến đường được lập trình sẵn ở tốc độ hành trình cận âm met 0 0,9. Bên cạnh đó, sự kết hợp của tên lửa giả làm mùi nhử với những tên lửa hành trình như Storm Shadow, cùng mối đe dọa từ các phi đội máy bay không người lái, tạo ra những thách thức đáng kể cho đối phương. Tên lửa Storm Shadow của Anh viện trợ nặng 1.900 kg, về mặt lý thuyết có thể trang bị trên các máy bay chiến đấu hạng nặng như Su-24 và Su-27. Tính tới thời điểm đầu cuộc xung đột tháng 2 năm 2022, AFU được cho là có khoảng 34 chiếc Su-27 và từ 16 đến 24 chiếc Su-24M trong biên chế. Phía Ukraine có thể nhử các lực lượng phòng không Nga bằng cách gửi các MLD dễ thấy và dễ tấn công hơn so với tên lửa Storm Shadow bay thấp và gần tàng hình. Sự kết hợp tương tự có thể áp dụng với tên lửa ZDAM-R hoặc HARM. Thưa quý vị, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov lên tiếng bác bỏ thông tin từ một tờ báo Đức cho rằng Nga chuẩn bị tấn công NATO, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Ông Peskov cho rằng đây chỉ là một trò lừa bịp. Trước đó, vào ngày 14 tháng 1, tờ Bill của Đức đăng tải một bài báo cho biết đã xem qua một tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Đức, trong đó đề cập về con đường dẫn đến xung đột có thể xảy ra giữa Nga và phương Tây. Tờ báo này cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công công khai vào NATO. Theo tờ báo này, con đường dẫn đến xung đột nói trên bao gồm việc Nga thông báo tổng động viên tấn công chống lại Ukraine, khuấy động căng thẳng ở các nước vùng Baltic, tăng cường lực lượng ở các khu vực biên giới, tiến hành các hành động khiêu khích xung quanh khu vực Suwaki Gap ở Đông Bắc Ba Lan, và cuối cùng cáo buộc phương Tây lên kế hoạch tấn công Nga. Theo đài RT, bình luận về thông tin Nga chuẩn bị tấn công NATO từ Bill, Ông Peskov cho rằng đây chỉ là một trò lừa bịp. Ông Peskov nói, tôi sẽ không bình luận về bài báo này của Bill. Gần đây, tờ báo này cũng không ngại đăng nhiều trò lừa bịp khác nhau. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho rằng bài báo là một dự đoán vô căn cứ. Bà Zakharova cho rằng Bộ Ngoại giao Đức đã góp phần đưa ra những dự đoán trên. Trước đó, tờ báo Bill của Đức đưa ra thông tin trên ngày 14 tháng 1 khi dẫn một tài liệu bí mật của quân đội Đức các tác giả bài báo lưu ý rằng Tổng tư lệnh NATO sẽ ra lệnh vào ngày X điều chuyển 300.000 quân sang sườn phía đông, trong đó có 300.000 binh sĩ quân đội Đức. Đồng thời, sự leo thang xung đột được cho là có thể bắt đầu sớm nhất là vào mùa hè năm 2024 khi Ukraine bị đánh bại do không có đủ sự hỗ trợ từ phương Tây. Kết quả của cuộc đối đầu trên không được đề cập. Phương Tây được cho là thường thổi phồng về một cuộc chiến sắp xảy ra với Nga Chuyên gia Tây Âu nhắc đến những thành công của quân đội Nga ở Ukraine và dự đoán trong tương lai Nga hành động mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố không có điều gì tương tự trong kế hoạch của Liên bang Nga, nhưng nước này sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công nào của NATO. Tháng 7 năm ngoái, trong hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi, Tổng thống Putin nhắc lại rằng mọi vấn đề cần được giải quyết trong quá trình đàm phán, nhưng NATO và Ukraine từ chối, trong đó có vấn đề an ninh. Ông nói thêm rằng Nga không thể áp đặt nhu cầu đàm phán lên bất kỳ ai. Đồng thời, Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Boris Gladky chia sẻ quan điểm rằng NATO lo ngại đụng độ trực tiếp với Nga. Ông chỉ ra các thành viên NATO đã tham gia vào các cuộc chiến toàn diện chống Nga thông qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Phó Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine Vadim Skibitsky trong một cuộc phỏng vấn với RBC Ukraine hôm 15 tháng 1 cho biết, Nga sản xuất khoảng từ 115 đến 130 tên lửa hành trình cùng với 100 đến 115 tên lửa chiến thuật mỗi tháng. Theo ông Vadim Skibitsky, Nga đã không thể gia tăng số lượng tên lửa này trong những tháng gần đây. Hiện tại, số lượng tối đa vẫn giữ nguyên kể từ tháng 10 năm 2023. Điều này phụ thuộc vào việc lắp ráp, chẳng hạn như các tên lửa KH-101, Kinza, Kalib sử dụng nhiều linh kiện sản xuất ở nước ngoài. Đại diện tình báo quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, Nga đã chịu tổn thất đáng kể do các công ty linh kiện bị áp lệnh trừng phạt quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu sản xuất tên lửa của Nga sẽ không được đáp ứng. Tình báo Ukraine tiết lộ, trong tháng 12 năm 2023, Nga đã không thể sản xuất được một số loại tên lửa hành trình. Hiện tại, Nga đang cố gắng duy trì một lượng dự trữ tên lửa hành trình nhất định, ước tính khoảng 30% kho dự trữ hiện có của nước này. Ngoài tên lửa ngành công nghiệp quốc phòng của Nga cũng được cho là sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt bom lượn PKB-500U Dren trong năm nay sau một giai đoạn phát triển kéo dài. PKB-500U đã được chứng minh là rất thành công trong quá trình được triển khai ở Ukraine. Quá trình thử nghiệm PKB-500U diễn ra đồng thời với việc không quân Nga nâng cấp bom thông dụng thành bom lượn thông qua các bộ kit mở rộng. Còn hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rostec cho biết, bom lượn PKB-500U đã hoàn thành tất cả các cuộc thử nghiệm một số cuộc thử nghiệm đã được phân loại và được tiến hành trong môi trường tác chiến thực tế ở Ukraine. Rostec nói thêm, lô bom lượn PKB 500U đầu tiên sẽ được chuyển giao trong năm 2024. Bom lượn là loại vũ khí tương đối rẻ, có tầm hoạt động lớn hơn so với bom thông dụng, nhưng không giống như tên lửa, bom gắn động cơ đắt tiền. Chúng có thể được thả từ độ cao lớn giúp máy bay tránh được hệ thống phòng không của đối phương. Các biến thể hiện đại cũng được trang bị hệ thống hướng dẫn để tăng độ chính xác. Trong bối cảnh xung đột với Ukraine. Nga đã tiến hành sản xuất hàng loạt bộ dụng cụ nâng cấp có thể biến các bộ bom cũ dự trữ trong kho vũ khí của mình thành bom lượn. Các phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng, những vũ khí này là mối đe dọa lớn đối với quân đội Ukraine. Về phía Ukraine, trước đó ông Yuri Inat, phát ngôn viên không quân Ukraine từng thông báo, nước này đã can thiệp thành công vào tổ hợp phòng không Buk-M1 từ thời Liên Xô, ghép nối với tên lửa Mỹ tạo thành hệ thống phòng không kiểu quái vật Frankenstein. Ông Inat thông báo. Chúng tôi ghi nhận kết quả tốt khi thử nghiệm tổ hợp phòng không Buk M1 trên thao trường tại Mỹ. Theo ông, Ukraine chỉnh sửa Buk M1 để phóng tên lửa Mỹ do nguồn dự trữ đạn tên lửa chuẩn Liên Xô hạn chế và không thể mua tên lửa mới. Toàn bộ đạn tên lửa dành cho các biến thể Buk hiện đều do Nga sản xuất. Ukraine thử hưởng lượng lớn tổ hợp phòng không từ thời Liên Xô như S-300 và Buk. Nhưng nguồn đạn dự trữ đang cạn dần khi phải đối phó với các đợt tập kích tên lửa và máy bay không người lái UAV dồn dập của Nga. Mỹ và phương Tây cung cấp một số tổ hợp tên lửa phòng không như Patriot, Iris T, Nasham và pháo phòng không tự hành Black Panzer Gepard cho Ukraine, đồng thời chuyển giao đạn tên lửa phòng không RIM-7 Sea Sparrow cùng các loại đạn khác. Thách thức đối với Ukraine và các bên viện trợ là làm thế nào để tích hợp tên lửa do phương Tây chế tạo lên bệ phóng từ thời Liên Xô mà vẫn đảm bảo an toàn và hiệu quả cao. Bên cạnh đó, phía Ukraine cũng sử dụng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn UAV mỗi ngày Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ quyết tâm sản xuất thêm 1 triệu UAV nữa trong năm 2024. Tờ báo Mỹ New York Times cho biết, bom, đạn chùm mà chính quyền Kiev nhận từ Washington đã mất đi một phần hiệu quả trên chiến trường. Các nhà phân tích cho biết việc thay đổi chiến thuật của lực lượng vũ trang Nga và độ sâu của chiến hào là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Bom chùm rất hiệu quả khi chống lại nhóm bộ binh lớn đang tiến công ở khu vực chống trải, Tuy nhiên, quân đội Nga hiện đang sử dụng chiến thuật tấn công thành trì của Ukraine theo nhóm nhỏ, do vậy đạn chùm không còn gây ra thiệt hại đáng kể cho binh sĩ Nga. Bên cạnh đó, bài viết còn nhấn mạnh việc quân đội Nga đã đào chiến hào của mình với độ sâu đáng kể và những cuộc tấn công vào chúng không còn mang lại hiệu quả như kế mong đợi. Một lý do khác khiến hiệu quả của bom chùm giảm sút là tình trạng thiếu pháo nói chung trong lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ binh Ukraine hiện tiến hành các cuộc tấn công mà hầu như không có hỏa lực hỗ trợ, các đơn vị pháo binh Ukraine hầu như chỉ khai hỏa khi bộ binh Nga tấn công. Ngoài ra, theo tờ báo Mỹ, bản thân binh sĩ Kiev đang mệt mỏi và không còn khả năng tiến hành các hoạt động tấn công. Tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine là tương đối lớn, trong khi quân tiếp viện chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Trước đó, việc Mỹ gửi bom, đạn chùm cho Ukraine đã vấp phải nhiều tranh cãi. Động thái trên diễn ra hơn một tháng sau khi Ukraine phát động cuộc phản công lớn mà truyền thông phương Tây kỳ vọng tạo ra những đột phá quan trọng. Thế nhưng Kiev đã chịu tổn thất nặng nề trong khi đạt được rất ít bước tiến ở giai đoạn đầu của cuộc phản công, còn Mỹ loay hoay thực hiện hết bước đi này đến bước đi khác nhằm tiếp sức cho quân đội Ukraine. Ông Mark Kenshin, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, tổ chức tư vấn chính sách hàng đầu ở Washington DC cho rằng, bom chùm có thể giúp Ukraine đẩy mạnh cuộc phản công nhằm giành lại những vùng lãnh thổ đã mất và trước đó Kiev đã yêu cầu phương Tây cung cấp loại vũ khí này để bắn vào các chiến hào của Nga. Như ông Kenshin lưu ý, bom chùm không phải là vũ khí thay đổi cuộc chơi và không một loại vũ khí đơn lẻ nào có thể tạo ra chiến thắng. Không có bất cứ một loại vũ khí nào có thể làm thay đổi cuộc chơi. Mỹ luôn hy vọng một số loại đạn dược hoặc vũ khí nào đó cung cấp cho Ukraine sẽ giúp họ chiến thắng. Đã có những cuộc thảo luận về hệ thống tên lửa Patriot, về xe tăng chiến đấu chủ lực, máy bay chiến đấu F-16 và giờ là bom chùm. Những vũ khí này khá hữu ích và khá hiệu quả trên chiến trường, nhưng chúng không thể giúp Ukraine có được chiến thắng. Theo nhà phân tích này, Vấn đề đối với bom, đạn chùm là tỷ lệ phát nổ thấp. Bởi vì những loại bom đạn này phát tán một số lượng lớn bom con, tỷ lệ nổ sẽ phụ thuộc vào cách chúng được thả. Thông thường tỷ lệ chưa phát nổ chiếm 2% và những quả bom chưa nổ sẽ gây nguy hiểm cho người dân. Các loại bom chùm của Mỹ cũng không ngoại lệ. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết, Bộ Quốc phòng đã tiến hành thử nghiệm các loại bom chùm trong kho vũ khí và những loại mà Mỹ đang xem xét cung cấp cho Ukraine sẽ không bao gồm các biến thể cũ với tỷ lệ chưa phát nổ cao hơn 2,35%, nghĩa là cứ hai quả bom mẹ được phóng đi thì có khoảng 3 quả bom con chưa phát nổ nằm giải rác ở khu vực có mục tiêu. Nhưng tỷ lệ bom con chưa phát nổ được quan sát trong chiến đấu cao hơn 7 lần con số trên. Washington Post lưu ý, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cấm chuyển giao bom chùm có tỷ lệ chưa phát nổ trên 1%. Báo Washington Post dẫn lời hai thượng nghị sĩ Patrick Leahy và Jeff Merkley của Đảng Dân Chủ cho rằng việc Tổng thống Biden chấp thuận cung cấp bom chùm cho Ukraine là sai lầm nghiêm trọng. Điều đó không chỉ đảo ngược chính sách của Mỹ kéo dài hàng thập kỷ mà còn làm phức tạp thêm nỗ lực giả phá bom mìn trên thế giới. Chưa kể quyết định trên sẽ đi ngược lại với lập trường của 2 phần 3 số thành viên NATO cũng như nhiều đồng minh và các đối tác khác vốn là thành viên của Công ước cấm sử dụng bom chùm. Đáng lo ngại hơn, Mỹ có thể bị dạ nứt quan hệ với những đồng minh chủ chốt vốn đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược phòng thủ tập thể chỉ bởi một loại vũ khí mà lẽ ra Washington phải dẫn đầu nỗ lực toàn cầu để ngăn chặn. Cuối cùng, quyết định cung cấp bom chùm có thể làm sói mòn sự ủng hộ của các quốc gia khác dành cho Ukraine và việc sử dụng chúng sẽ khiến Kiev bị lên án gay gắt. Trước việc Ukraine triển khai thành công nhiều UAV nhỏ chất đầy thuốc nổ, người Nga đã bắt đầu lắp đặt bộ tác chiến điện tử EVK gây nhiễu bằng vô tuyến điện trên các xe quân sự đặt dọc theo chiến tuyến trong suốt 22 tháng xung đột với Ukraine. Các thiết bị gây nhiễu này có thể chặn các tín hiệu kết nối với UAV FPV góc nhìn thứ nhất của Ukraine với các chắc thủ điều khiển đang ẩn nấp cách đó nhiều cây số và quan sát thông qua màn hình thực tế ảo. Khi UAV FPV mất tín hiệu, nó sẽ dễ bay chệch khỏi hành trình và khó đánh vào các mục tiêu như xe tăng, khẩu pháo hay bong ke mà chắc thủ trước đó nhắm tới. UAV FPV bay trực tiếp vào mục tiêu và phát nổ như một quả tên lửa nhỏ. Nhìn chung, UAV này luôn cần có người điều khiển trong cả quá trình. Do vậy, sự kết nối của UAV với chắc thủ chính là điểm yếu lớn do có thể bị EVK tác động. Theo Samuel Bendet, thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington, Mỹ. Nhận thức rõ về hoạt động phá sóng do Nga tiến hành, các nhà phát triển UAV của Ukraine đang xây dựng giải pháp trí tuệ nhân tạo AI cho UAV của họ. Một thuật toán có thể nhanh chóng học được cách nhận diện mục tiêu cho UAV. Cách tiếp cận ở đây là nếu sóng gây nhiễu của đối phương quá mạnh và UAV mất tín hiệu điều khiển, thì AI sẽ thay thế chắc thủ để kiểm soát UAV và điều khiển UAV lao vào mục tiêu. Ít nhất một công ty của Ukraine, Twin Robotics, đã thử nghiệm thuật toán này. Rotislav Olenchin, nhà đồng sáng lập hãng Twin Robotics, nói với tờ Washington Post, sau khi khóa mục tiêu, UAV được dẫn đường bằng hệ thống này. Hồi đầu xung đột Nga-Ukraine, phía Ukraine có lợi thế lớn so với Nga trong lĩnh vực robot, nhờ phần nhiều vào ngành công nghệ rất mạnh của Ukraine và mối quan hệ gần gũi của ngành này với ngành công nghệ cao của Mỹ và châu Âu. Ukraine từng có nhiều UAV hơn nga, chất lượng UAV của Ukraine cũng từng tốt hơn của nga. Đồng thời cách sử dụng của Ukraine cũng từng khéo léo hơn. Các UAV TB2 gắn tên lửa của Ukraine, tương tự Predator và Reaper của Mỹ đã gây tổn thất lớn cho đội hình nga tiến về Kiev trong các tuần đầu tiên của cuộc xung đột giữa hai nước. Gần đây, xung đột nga-Ukraine đã chuyển sang trạng thái khá tĩnh khi cả hai bên đều bám chắc vào chiến hào và không bên nào tiến quá xa. Trong bối cảnh ấy, các UAV FPV nhỏ, chỉ nặng khoảng 1 kg mỗi chiếc, mang theo nửa kg thuốc nổ là thứ vũ khí hàng đầu được các lữ đoàn Ukraine lựa chọn. Phía Ukraine sử dụng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn UAV mỗi ngày. Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ quyết tâm sản xuất thêm 1 triệu UAV nữa trong năm 2024. Phía Nga cũng triển khai UAV FPV, thậm chí với số lượng lớn hơn tại một số khu vực của mặt trận. Nhưng các UAV này quan trọng đối với Ukraine hơn Nga, do Ukraine phải dựa vào UAV để bù lại số đạn pháo thiếu hụt. Trái ngược với Nga là bên có dư thừa đạn pháo. Robert Brody, chỉ huy của một nhóm UAV Ukraine mang biệt danh Chimagia, chuyên bảo vệ các vị trí của Ukraine ở tỉnh Kherson, nói rằng nhóm của ông đã đánh trúng 450 xe quân sự Nga kể từ giữa tháng 10 năm 2023. Chiến lược của Ukraine ưu tiên UAV đã buộc Nga phải tìm cách trị loại vũ khí này. Nga giả soát kho vũ khí của mình và lựa chọn RP-377, một thiết bị gây nhiễu radio gắn trên ba lô, có thể phóng ra hàng trăm ót nhiễu trên các tần số dùng phổ biến nhất trong liên lạc vô tuyến. Nga phát triển RP-377 cách đây vài năm nhằm bảo vệ binh sĩ của họ trước các quả bom ven đường được kích nổ bằng sóng vô tuyến điện, lối đánh phổ biến của các chiến binh ở những nơi như Syria. Trong các tháng gần đây, RP-377 đã xuất hiện trên xe tăng của Nga, xe thiết giáp chở quân và thậm chí cả các cỗ pháo dọc theo tiền tuyến của Ukraine thiết bị gây nhiễu này có giá 10.000 đô la Mỹ nên không phải là quá đắt xét theo tiêu chuẩn quân sự. Mặc dù RP-377 không phải là thiết bị tiêu chuẩn trên xe Nga ở Ukraine, chúng vẫn phổ biến. Với công suất lớn, các máy này có thể tạo ra bong bóng an toàn chống UAV quanh một xe quân sự nào đó của Nga. Chuyên gia UAV Ukraine, Sergei Bekresnov, viết chi tiết về máy RP-377. Tôi nhìn thấy các ảnh phổ, mức độ gây nhiễu có chất lượng rất cao. Điều may mắn cho Ukraine theo Beth Krasnop là máy này có tầm hoạt động ngắn, có lẽ chỉ phủ sóng trong khoảng từ 3 đến 4 mét. Những chắc thủ UAV có kỹ năng điêu luyện đã biết cách lái UAV trở chất nổ lao thẳng qua vùng sóng gây nhiễu, bằng cách đảm bảo UAV đã nhắm đúng mục tiêu khi chuẩn bị lao qua bong bóng phá sóng. Với cách này, UAV có thể tấn công đúng mục tiêu dù mất liên kết vô tuyến điện và chắc thủ không còn điều khiển được UAV nữa. Tuy nhiên, các xe quân sự Nga đã bắt đầu triển khai các thiết bị gây nhiễu mạnh hơn RP-377, bao gồm Vonoress, được cho là có khả năng hoạt động trên cự ly 0,8 km. Cự ly đó đủ để xe mang thiết bị này cơ động tránh né chiếc UAV đang lao tới trong trạng thái mất điều khiển. Kỹ năng thuần túy của chắc thủ có thể sẽ không đủ để Ukraine duy trì lợi thế UAV của mình khi Nga đưa vào sử dụng phổ biến các thiết bị gây nhiễu mới hơn và tốt hơn. Nhưng kỹ năng đó kết hợp với một chút trợ giúp của AI có thể tạo ra lợi thế đáng kể cho Ukraine. Cụ thể, một chắc thủ UAV là thiết bị bay của mình hướng tới mục tiêu. Cùng lúc, một thuật toán thông qua hình ảnh thu được từ camera gắn trên mũi UAV sẽ nhanh chóng xác định mục tiêu thông qua kích thước, hình dáng và màu sắc, thậm chí các đặc điểm nhiệt hồng ngoại. Theo cách này, khi UAV lao vào vùng gây nhiễu, mất kết nối vô tuyến điện với chắc thủ, nó sẽ được AI dẫn dắt tiếp để lao vào mục tiêu. Để giảm thiểu khả năng đánh nhầm vào mục tiêu dân sự, các kỹ sư Ukraine đang huấn luyện AI chỉ nhận diện các mục tiêu mà chắc thủ bằng xương bằng thịt đã xác định trước đó. Trong hướng đi này, phía Ukraine chủ yếu gặp một trở ngại lớn, đó là chi phí, Ukraine vận dụng UAV FPV vì loại vũ khí này có giá rẻ. Tuy nhiên, khi UAV này vào xưởng để lắp thêm thiết bị AI thì giá thành lại đội lên đáng kể. Tuy nhiên, với các khó khăn lớn trên giao tranh hiện nay, có lẽ quân đội Ukraine sẽ đẩy mạnh áp dụng AI cho UAV quân sự. Trong khi xung đột ở Trung Đông gia tăng, mọi sự chú ý của phương Tây đã dịch chuyển từ Đông Âu sang Trung Đông và cuộc giao tranh của Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi lãnh thổ đang xa lầy và trước mắt không có dấu hiệu tiến triển. Do đó, Ukraine đang phải đối mặt với thử thách mới, thu hút chú ý của các đồng minh phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moscow vẫn duy trì các mục tiêu đã đặt ra với chiến dịch ở Ukraine, gồm phi phát xít hóa, phi quân sự hóa và đảm bảo tình trạng trung lập của Ukraine, điều mà Kiev kiên quyết bác bỏ. Giới lãnh đạo Ukraine không chấp nhận các cuộc đàm phán có thể buộc họ phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, ngay cả khi sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev ngày càng đối mặt với nhiều trở ngại chính trị. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga, Hạ viện Nga, Leonid Slutsky cũng đã nhận định Ukraine đã bắt đầu mất đi đồng minh ở phương Tây, những quốc gia hỗ trợ chính cho Kiev, đồng thời chỉ ra sự sụp đổ rõ ràng của dự án chống Nga. Đồng thời, ông cho rằng châu Âu đã bắt đầu nhận ra cuộc xung đột ở Ukraine khiến các nước này phải trả giá như thế nào. Trong năm đầu xung đột, các lãnh đạo phương Tây có thể dễ dàng thuyết phục dư luận nước mình về nỗ lực đánh bại Nga. Nhưng giờ đây, cuộc tranh luận xoay quanh những mối đe dọa nếu Nga chiến thắng. Động lực cho các cuộc thảo luận về hòa bình của Ukraine đã suy yếu khi thế giới tập trung cho xung đột Israel Hamas và Mỹ đối mặt với chỉ trích quốc tế ngày càng tăng vì ủng hộ chiến dịch của Israel ở Gaza. Mỹ là quốc gia viện trợ hàng đầu cho Ukraine, và nếu Mỹ rút lui, khó có quốc gia nào khác có thể bù đắp khoảng trống. Các nhà phân tích cảnh báo bất kỳ sự suy giảm nào trong viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine cũng sẽ làm tê liệt nỗ lực chiến đấu của Kiev. Tổng thống Ukraine cũng đã từng thừa nhận rằng việc ngừng bắn sẽ chỉ có lợi cho Nga và sự do dự viện trợ của phương Tây sẽ khuyến khích Nga tiếp tục cuộc giao tranh. Ngoài các hậu quả mang tính thảm kịch cho Ukraine, một số đồng minh châu Âu đã bắt đầu lặng lẽ suy xét tác động từ thất bại của khối quân sự NATO trong cuộc xung đột vũ trang lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Những đồng minh này đang tài đánh giá rủi ro mà nước Nga sẽ tạo ra cho các thành viên NATO ở phía Đông. Những người này cho rằng tác động sẽ mang tầm thế giới khi các đối tác và đồng minh của Mỹ đặt dấu hỏi đối với mức độ tin cậy trong những lời hứa hẹn của Washington về phòng thủ. Đấy là chưa kể triển vọng ông Donald Trump có thể tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024 và thực hiện các cam kết của mình về việc rút khỏi những liên minh lớn, trong đó có NATO, để đạt một thỏa thuận với Tổng thống Nga Putin trong vấn đề Ukraine. Giới quan sát nhận định, nếu ông Donald Trump giành chiến thắng và tái đắc cử, đó nhiều khả năng sẽ là một cú hích cho Nga. Ông Trump nhiều lần tuyên bố muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine, và Tổng thống Zelensky đã bày tỏ lo ngại rằng Trump sẽ làm điều đó bằng cách ép Kiev chấp nhận các điều kiện đàm phán bất lợi với Moscow. Mức độ lo lắng như vậy đã chuyển hóa thành các thông báo công khai của các nhà lãnh đạo phương Tây. Họ ngày càng lớn tiếng về tình trạng những bên viện trợ đang khẩn thiết kêu gọi các đối thủ của mình đừng đem vấn đề trong nước ra để cản trở hoạt động viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó, Dân chúng các nước phương Tây cũng ngày càng hoài nghi về cái giá của việc ủng hộ Ukraina. Kết quả ảm đạm của Ukraina trong đợt phản công lớn vừa qua càng làm người ta nghi ngờ về khả năng Ukraina đạt được mục tiêu thu hồi lại tất cả những lãnh thổ do quân đội Nga chiếm giữ. Trong một diễn biến liên quan khác, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã thông báo chuẩn bị cho một loạt cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới Liên bang Nga và Belarus. Đáng chú ý, trong số này có cả Steadfast Defender 2024 cuộc tập trận lớn nhất của phương Tây kể từ chiến tranh lạnh và sẽ kéo dài khoảng 2 tháng. Cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 sẽ có sự tham gia của hơn 100.000 quân nhân từ 32 nước. Ba Lan sẽ đóng vai trò đặc biệt trong những sự kiện này khi các hoạt động chính trị dự kiến diễn ra ở Ba Lan và các nước vùng Baltic. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp thông báo nước này sẽ cử 20.000 quân nhân đến cuộc tập trận quy mô lớn này. Đây là đợt triển khai quân lớn nhất của Anh trong 40 năm qua để tham gia cuộc tập trận của NATO. Sau khi kết thúc, Steadfast Defender 2024, cuộc tập trận Nordic Response 2024 đã được lên kế hoạch với sự tham gia của 20.000 binh sĩ NATO. Nordic Response 2024 sẽ diễn ra ở các khu vực phía bắc của Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan, kể cả các khu vực trên không gian và trên biển tương ứng. Khoa mục trên biển của cuộc tập trận được chú ý với sự tham gia của hơn 50 tàu ngầm, tàu khâu trục, tàu hộ tống, tàu sân bay và tàu đổ bộ. Hơn 100 máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, máy bay trinh sát, hải quân, cũng như các máy bay trực thăng CH-43, Super Stallion, Merlin, Cobra và Osprey sẽ tham gia cuộc diễn tập trên không gần biên giới của nhà nước Liên minh Nga-Belarus. Giai đoạn chính của cuộc tập trận Nordic Response 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 3 gần các thành phố Bezovic và Choms của Naui. Cuộc tập trận này giống như Steadfast Defender 2024 có quy mô đáng kể và tầm quan trọng chiến lược. Chuyển sang diễn biến xung đột Israel-Hamas Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan ngày 15 tháng 1 thông báo giai đoạn tiến công cao độ tại miền nam giải Gaza sẽ sớm kết thúc. Ông đề cập tới khu vực thành phố Khan Yunis, song không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan ngày 15 tháng 1 thông báo giai đoạn tiến công cao độ tại miền nam giải Gaza sẽ sớm kết thúc. Ông đề cập tới khu vực thành phố Khan Yunis, song không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Ông Galan cho biết, lực lượng phòng vệ Israel IDF ở miền nam giải Gaza đang tập trung tấn công ban lãnh đạo Hamas, lữ đoàn Khan Yunis của họ đang dần tàn rã. Tại miền bắc giải Gaza, ông Galan tuyên bố IDF đang triển khai hoạt động với cường độ thấp hơn sau khi đánh bại toàn bộ tiểu đoàn Hamas trong khu vực. Các binh sĩ Israel đang xác định những cơ sở còn lại của Hamas, hạ hoặc bắt các thành viên cuối cùng của nhóm tại đây. Ông Galan nói quân đội Israel đang cắt đứt những con đường trên mặt đất và hầm ngầm dẫn tới thành phố Rafah ở miền nam giải Gaza, Bộ trưởng Galan cũng cảnh báo tình trạng thiếu quyết đoán về chính trị có thể gây tổn hại đến tiến độ chiến dịch của IDF. Ông Galan nói, chính quyền tương lai tại giải Gaza phải đến từ khu vực này. Giải Gaza sẽ do người Palestine quản lý. Kế hoạch quân sự kết thúc phải đi kèm với động thái chính trị. IDF ngày 15 tháng 1 thông báo hoàn tất rút sư đoàn số 36 Gaat khỏi giải Gaza để các binh sĩ nghỉ ngơi và tham gia huấn luyện, để lại ba sư đoàn tham gia chiến dịch nhằm vào Hamas tại khu vực. Trong hơn 3 tháng xung đột, sư đoàn 36 hoạt động ở miền Bắc giải Gaza và nhận nhiệm vụ xóa sổ các tiểu đoàn Hamas tại đây. Xung đột tại giải Gaza vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, con số thương vong đang ngày càng gia tăng cùng với sự tàn phá của các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng tại đây đã khiến dư luận không khỏi quan ngại. Trong thông điệp về cuộc xung đột Israel Hamas nổ ra, điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc Martin Griffin đã nhấn mạnh giải Gaza đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn. Người dân tại giải Gaza đang sống trong điều kiện như địa ngục không có nơi nào an toàn, nguy hiểm và nỗi lo sợ là không thể diễn tả bằng lời. Ông Martin Griffiths kêu gọi tất cả các bên chấm dứt mọi hành động thù địch, tránh đổ máu, trả tự do cho các con tin và ngừng bắn ngay lập tức. Ông Griffiths nhấn mạnh, tôi nhắc lại lời kêu gọi tuân thủ luật nhân đạo quốc tế nhiều hơn, bao gồm cả việc bảo vệ dân thường, cơ sở hạ tầng, cung cấp những thứ cần thiết cho sự sống, tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo ở quy mô cần thiết, đối xử nhân đạo và thả ngay lập tức tất cả các con tin. Quan trọng nhất Tôi nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn chấm dứt cuộc giao tranh kinh hoàng này. Chia sẻ quan điểm với điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm Ai Cập hôm 15 tháng 1, cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại giải Gaza để bảo vệ dân thường Palestine và ngăn chặn bất ổn trong khu vực. Ông cũng nêu bật sự cần thiết phải thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền hoàn toàn dựa trên đường biên giới năm 1967 với đông Jerusalem là thủ đô. Ông Vương Nghị nói, hiện tại cuộc xung đột ở giải Gaza đang gây thương vong lớn cho dân thường vô tội dẫn đến những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng và đẩy nhanh sự lan rộng của các hiệu ứng lan tỏa tiêu cực. Đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt là ưu tiên hàng đầu. Cuộc xung đột ở Gaza đã giết chết hơn 24.000 người, tình hình rất nghiêm trọng và cuộc khủng hoảng nhân đạo cũng đang nghiêm trọng. Cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực hết sức và khẩn trương cùng nhau tập trung vào việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn và bảo vệ an toàn dân sự nhằm chấm dứt tình trạng thảm khốc này. Để thúc đẩy quá trình ngừng bắn ở giải Gaza, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Joseph Borrell, Hôm 15 tháng 1, thông báo, ông đã mời ngoại trưởng các quốc gia Ả Rập và Israel cùng người đứng đầu liên đoàn Ả Rập tới Bỉ để tham gia các cuộc thảo luận về giải Gaza, bên lề cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 1 tới. Ông Borrell cũng bày tỏ hy vọng rằng việc trao đổi quan điểm giữa các bộ trưởng châu Âu và những người đồng cấp từ các quốc gia trong khu vực sẽ đóng góp cho nỗ lực đạt được hòa bình ở Trung Đông. Vụ ám sát phó thủ lĩnh Hamas al Arouri có thể là khởi đầu của chiến dịch báo thù mà Israel từng tuyên bố, đốt nóng thêm căng thẳng ở Trung Đông. Vụ phó thủ lĩnh Hamas Saleh al Arouri thiệt mạng sau cuộc không kích bằng máy bay không người lái UAV ở thủ đô Beirut, Liban hôm 2 tháng 1 được coi là dấu hiệu cho thấy cuộc đối đầu giữa Israel và Hamas vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lan ra khắp khu vực. Thậm chí nó còn có khả năng châm ngòi cho một chuỗi vụ ám sát có thể kéo theo bên thứ ba tham gia vào xung đột. Một ngày sau khi al bị sát hại, David Banea, Cục trưởng Cục Tình báo Hải ngoại Israel tuyên bố, nước này sẽ truy tìm và hạ sát mọi lãnh đạo Hamas liên quan đến cuộc đột kích vào Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Banea nhấn mạnh, điều đó sẽ mất nhiều thời gian, nhưng chúng tôi sẽ truy đuổi dù họ đi đến bất cứ nơi đâu. Israel chưa công khai thừa nhận tiến hành vụ không kích nhắm vào al nhưng giới quan sát nhận định đây có thể là khởi đầu của chiến dịch ám sát mà nước này đã tuyên bố nhắm vào các lãnh đạo Hamas ở nước ngoài. Mark Regev, phát ngôn viên chính phủ Israel tuyên bố Cuộc tấn công nhắm vào al Adouri là đòn tấn công cực chính xác với một thành viên cấp cao của Hamas. Giới quan sát nhận định điều gì xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc một phần vào việc al Adouri thực sự giá trị đến mức nào trong mắt Israel và liệu vụ ám sát ông có tạo ra một điểm bùng nổ trong mối quan hệ đối đầu lâu nay giữa Tel Aviv và Hezbollah hay không. Hầu hết các thủ lĩnh chính trị lưu vong của Hamas đều sống tại thủ đô Doha, Qatar, nơi họ về cơ bản trở thành các đại diện ngoại giao của nhóm hoặc thu xếp tài chính cũng như các hình thức hỗ trợ khác cho tổ chức nhưng vai trò của Al Arouri rất khác. Ông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lữ đoàn Qassam, cánh quân sự của Hamas do chính Al Arouri tham gia thành lập. Ông cũng là người liên lạc quan trọng giữa giới lãnh đạo chính trị bên ngoài tổ chức và các thủ lĩnh quân sự Hamas ở Gaza, trong đó có Yahya Sinwar, người đang bị Israel săn lùng giáo giết. Thường xuyên qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, Al Arouri điều hành mạng lưới liên lạc giữa Hamas với các đồng minh quan trọng nhất như Hezbollah ở Liban, lực lượng Quds của Iran hay một số quan chức trong chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chuyên gia đánh giá, vụ ám sát al arori có thể để lại những lỗ hổng đáng kể trong khả năng kết nối với các đồng minh chủ chốt của Hamas và chắc chắn đây là một đòn giáng mạnh vào tổ chức. Ngay sau khi nhận tin phó thủ lĩnh của Hamas bị ám sát, lực lượng Hezbollah của Liban bắn hơn 60 tên lửa vào một căn cứ quân sự nhằm đáp trả Israel. Hezbollah cho biết, đây là một phần trong phản ứng ban đầu đối với tội ác ám sát nhà lãnh đạo vĩ đại CX Saleh al arori Lực lượng kháng chiến Hồi giáo Hezbollah đã nhắm vào các căn cứ kiểm soát không quân Meron bằng 62 loại tên lửa khác nhau. Trong một diễn biến có liên quan, mới đây quân đội Israel cho biết đã bắt hai phụ nữ ở khu vực bờ tây sau khi hai người này những hành động chống phá nhà nước Israel và không nêu thêm thông tin chi tiết nào khác. Hãng tin AFP dẫn lời ông An Aruri, em rể ông Saleh Al Aruri, cho biết hai phụ nữ và một số thành viên khác trong gia đình của họ đã bị giam giữ hành chính. Ngoài ra, một nhóm vận động câu lạc bộ tù nhân Palestine cho biết bà Dalan Al Aruri 52 tuổi và bà Fatima Al Aruri 47 tuổi đã bị bắt tại hai địa điểm khác nhau gần thành phố Ramallah, cách Jerusalem 10 km về phía bắc. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan thông báo quân đội Israel kết thúc giai đoạn tiến công cao độ ở miền bắc giải Gaza sau khi đánh bại toàn bộ tiểu đoàn Hamas tại đây. Giai đoạn tiến công cao độ tại miền nam giải Gaza sẽ sớm kết thúc. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Galan ngày 15 tháng 1 thông báo đề cập tới khu vực thành phố Khan Yunis, song không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Ông Galan cho biết lực lượng phòng vệ Israel IDF ở miền nam giải Gaza đang tập trung tấn công ban lãnh đạo Hamas, lữ đoàn Khan Yunis của họ đang dần tan rã. Tại miền Bắc giải Gaza, IDF đang triển khai hoạt động với cường độ thấp hơn sau khi đánh bại toàn bộ tiểu đoàn Hamas trong khu vực. Ông Galan tuyên bố, các binh sĩ Israel đang xác định những cơ sở còn lại của Hamas, hạ hoặc bắt các thành viên cuối cùng của nhóm tại đây. Ông Abu Obada, người phát ngôn của lữ đoàn al qassam thuộc lực lượng quân sự Hamas vừa qua nói rằng trong 100 ngày qua, chúng tôi đã phá hủy hoặc làm ngừng hoạt động khoảng 1.000 phương tiện quân sự của Israel đã xâm nhập vào giải Gaza ở phía Bắc, Trung tâm và phía Nam. Người phát ngôn lữ đoàn al qassam xác nhận, chúng ta đã tiến hành hàng trăm hoạt động quân sự thành công trong suốt 100 ngày qua. Ông đồng thời nói thêm rằng, cuộc chiến chống lại quân đội Israel đang mở rộng ngày này qua ngày khác và đang thiêu dụi đối phương cũng như tất cả những người ủng hộ và giúp đỡ họ. Ông Abu Obeida cũng phủ nhận những tuyên bố của Israel về những lợi ích được cho là đạt được trong hoạt động quân sự của họ ở Gaza. Người phát ngôn của lữ đoàn Al-Qassam nói, những thành tựu mà đối phương tuyên bố về việc kiểm soát hoặc phá hủy những gì họ gọi là kho vũ khí, bệ tên lửa sẵn sàng phóng và hàng km đường hầm là lỗ bịch và sẽ đến ngày chúng ta chứng minh rằng những tuyên bố này là sai sự thật. Ông Abu Obeida cũng bác bỏ mọi triển vọng đàm phán với Israel trước khi có lệnh ngừng bắn hoàn toàn và lâu dài ở Gaza nói rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào trước khi ngăn chặn hành động tấn công của Israel đều vô giá trị. Thời gian gần đây, để tiếp tục đáp trả Hamas, Israel đã khởi động chiến dịch lớn trên bộ tại miền Trung Gaza. Kể từ đầu năm 2024, Israel gợi ý sẽ rút bớt binh sĩ khỏi Gaza để tiến hành giai đoạn mới với các mục tiêu cụ thể hơn cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, sau 100 ngày giao tranh ác liệt, cơ quan y tế tại giải Gaza cho biết ít nhất 23.968 người thiệt mạng khoảng 1% dân số giải Gaza và hơn 60.000 người khác bị thương trong cuộc đáp trả của Israel. Khoảng 45-56% đến 56 số tòa nhà tại Gaza bị phá hủy hoặc thiệt hại. Sấp xỉ 140 con tin còn bị giam tại giải Gaza. Hơn 80% dân số Gaza mất nơi ở và phải di tản. Hàng chục ngàn người đang sống chen trúc trong các khu liều trại ở miền nam giải Gaza. Tại bờ tây, bạo lực cũng gia tăng căng thẳng và phía Palestine nói rằng ít nhất 297 người đã thiệt mạng từ ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023. Theo Thời báo Israel, mới đây Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa trở lại Israel lần thứ tư, thứ năm hoặc thứ sáu, tùy thuộc vào việc mọi người coi mục đích chuyến thăm là gì nhưng rõ ràng ông blinken đã trở thành gương mặt đại diện cho sự can dự của chính quyền biden vào chiến dịch loại bỏ hamas ở giải gaza của israel bất chấp sự hỗ trợ liên tục từ nhà trắng chuyến thăm mới nhất của ông blinken có cảm giác khác sự thất vọng của mỹ đối với kế hoạch quân sự của israel đã lộ rõ hơn và những bất đồng về các vấn đề cốt lõi là trung tâm của các cuộc thảo luận hiện mỹ có hai nỗi lo lớn nhất về israel đầu tiên là giao tranh giữa israel và hezbollah cuộc xung đột chống Hezbollah dọc biên giới với Liban tiếp tục gia tăng căng thẳng và một cuộc xung đột toàn diện với lực lượng dân quân người CIA hùng mạnh có nhiều khả năng xảy ra hơn bao giờ hết. Một cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah sẽ không chỉ hủy diệt Liban và khiến Israel phải trả giá đắt, mà còn có nguy cơ đẩy Mỹ vào cuộc đối đầu Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Mỹ không muốn có thêm một cuộc xung đột ở Trung Đông nữa và Tổng thống của cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ đã rút quân ra khỏi khu vực trong nhiều năm. Với các vụ ám sát nhằm vào các thủ lĩnh cấp cao của Hamas và Hezbollah ở Liban gần đây, Israel có lẽ đang quyết liệt hơn Mỹ mong muốn. Ở Gaza, vấn đề đáng lo ngại thứ hai giữa Mỹ và Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn chiến tranh kết thúc và kiên quyết rằng tình hình nhân đạo ở Gaza phải thay đổi đáng kể. Nhà Trắng muốn dân thường có thể trở về nhà của họ ở phía bắc Gaza và muốn cuộc chiến dẫn đến một tiến trình chính trị hướng tới một nhà nước Palestine độc lập nhưng thủ tướng Israel Netanyahu và nội các chiến tranh của ông nhìn nhận mọi việc theo hướng khác. Mặc dù đối với các cơ quan truyền thông nước ngoài, các quan chức cấp cao Israel nói về việc chuyển sang một giai đoạn chiến tranh mới ở phía Bắc Gaza, nhưng bằng tiếng Do Thái, họ lại nói về việc tiếp tục cuộc xung đột cho đến khi Hamas bị lật đổ. Những trận chiến thương vong tiếp tục diễn ra ác liệt ở trung tâm Gaza và ở Khan Yunis và Rafah hầu như không bị ảnh hưởng một số nhà lãnh đạo Israel được cho là đã nói với ngoại trưởng Mỹ Blinken rằng người Gaza sẽ không quay trở lại phía Bắc cho đến khi Hamas đồng ý với một thỏa thuận còn tin khác và hiện tại hoàn toàn không có khả năng xem xét việc thành lập một nhà nước Palestine trong công chúng Israel càng không có khả năng đó trong chính phủ Marco Oren, cựu đại sứ Israel tại Mỹ cho biết chính quyền Mỹ đưa ra một danh sách dài các kỳ vọng và yêu cầu đối với Israel mà theo tôi rất ít trong số đó có thể được đáp ứng. Tôi không tin rằng quân đội Israel sẽ cho phép một lượng lớn người tị nạn quay trở lại phía bắc. Chúng tôi chưa thể để họ quay lại được. Họ quay trở lại, Hamas sẽ trà trộn cùng và điều đó sẽ khiến binh sĩ Israel thiệt mạng. Ngoài ra, không khó tìm thấy bằng chứng về sự bất đồng trong chuyến thăm mới nhất kéo dài 2 ngày của ngoại trưởng Blinken tới Israel. Trong bản ghi các cuộc họp của ông Blinken do Bộ Ngoại giao ban hành, ngoại trưởng Mỹ đã không nói về chiến thắng của Israel hay sự tiêu diệt Hamas. Thay vào đó, ông Blinken liên tục nhấn mạnh rằng Mỹ ủng hộ quyền của Israel trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 tái diễn. Đáng kinh ngạc hơn, văn phòng của Thủ tướng Netanyahu đã từ chối đưa ra thông tin hoặc hình ảnh sau cuộc gặp của ông với Ngoại trưởng Blinken. Bằng chứng mạnh mẽ cho thấy các cuộc thảo luận không thân thiện như phía Israel mong muốn. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra những lời khuyến khích về tình hình nhân đạo trong thông báo của mình. Nói rằng Bộ trưởng Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh gây tổn hại thêm cho dân thường và bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự ở Gaza. Và trong khi ông Blinken đưa ra nhiều tuyên bố liên tục về các con tin và gia đình họ, ông lại không một lần đề cập đến chín binh sĩ Israel thiệt mạng ở Khan Yunis. Trong khi nhà trắng chắc chắn có những lý do hợp lý để hạn chế quy mô giao tranh, một nguyên nhân phải tính đến thực tế rằng đây là năm bầu cử tổng thống ở Mỹ. Tổng thống Biden đang tụt lại trong các cuộc thăm dò so với đối thủ có khả năng thách thức ông, cựu tổng thống Donald Trump. Chuck Frelick, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Israel và thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel nói: "Tôi nghĩ điều đó đang trở thành một vấn đề cần cân nhắc. Dù tổng thống Biden đã chứng tỏ mình là một người bạn tuyệt vời của Israel, nhưng giờ đây, ông ấy thực sự phải lo lắng về việc tái đắc cử. Tổng thống Biden cần mọi phiếu bầu mà ông có thể nhận được và những người cấp tiến vốn ngay từ đầu chưa bao giờ tin tưởng ông nhiều." rất tức giận về sự ủng hộ vững chắc của ông đối với Israel. Tin tức ở Mỹ càng lan rộng hình ảnh về thường dân Gaza giữa đống đổ nát và các trường đại học xuất hiện trong những cuộc biểu tình chống Israel thì nhà trắng càng sớm có thể chuyển trọng tâm sang các vấn đề khác. Chuyên gia Freilich lưu ý rằng có một lý do đặc biệt hơn để Mỹ thúc đẩy chấm dứt giao tranh. "Chúng tôi đồng ý về mục tiêu, nhưng tại thời điểm này, tôi nghĩ họ, tức là Mỹ, không tin rằng chúng tôi có thể đạt được nó và vì vậy họ đang chuyển sang tính toán xem Mọi thứ sẽ như thế nào khi Hamas vẫn tồn tại ở Gaza? Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình bản tin thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.